Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta quay game với phần mềm Bandicam sao cho nó mượt nhất có thể nhé. Các bạn hãy nhớ xem đến cuối clip nhé, thì mình sẽ chỉ rất là chi tiết những cái thông số cần thiết để cho nó phù hợp nhất với máy của bạn. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy bình luận ở dưới clip, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Ok, let's go. Trước tiên thì các bạn hãy mở Bandicam lên cho mình nhé. Bình thường thì Bandicam nó sẽ ở cái giao diện quay màn hình này Đó, bây giờ các bạn hãy chuyển sang chế độ game bằng cách ấn vào cái hình tay cầm này đây nhá. Đó, được chưa Trước khi chúng ta quay thì các bạn hãy ấn vào chữ tổng quát cho mình nhé Thì ở đây mình có một lời khuyên đó là cái nơi lưu video của Bandicam ấy Thì các bạn hãy chọn cái nơi nào mà nó có nhiều dung lượng trống nhất nhé Tại vì khi mà quay game lâu thì cái dung lượng video rất chỉ là lớn Nếu các bạn lưu vào ổ C thì nó sẽ nhanh chóng nó đầy cái bộ nhớ của hệ điều hành nó sẽ gây ra một số lỗi cho trong máy tính thì ví dụ ở đây mình sẽ lưu vào cái ổ D này đó như thế này tiếp theo thì chúng ta chuyển sang cái khung hình trên đây này các bạn ấn đây thì ở đây các bạn thể nhận thấy là cái phần hiển thị số khung hình trên dây này nó đã được tích sẵn ở đây rồi có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép cái số khung hình hiển thị trên cái video khi mà chúng ta quay nếu bạn tắt đi nó sẽ không hiện lên nữa thông thường thì chúng ta nên tích vào đây để chúng ta biết là cái bandicam nó có quay game hay không đó, và các bạn cũng thể ấn vào những cái ô này để chúng ta thay đổi cái vị trí mà nó xuất hiện và ở đây các bạn cũng thể cài cái phím tắt này để chúng ta ẩn hiện cái số này ví dụ ở đây nó đang mặc định là f9 nhá. thì có nghĩa là khi bạn đang quay bạn ấn cái phím này thì nó sẽ bật hoặc tắt cái khung hình màu xanh ở góc màn hình đó đơn giản như vậy thôi và cái thứ hai đó là vị trí phím tắt thì có nghĩa là khi các bạn ấn cái tổ phím shift f9 này thì cái vị trí của số khung hình nó sẽ thay đổi ở các góc khác nhau như thế này đó thì cơ bản là như vậy tí nữa mình sẽ test thử cho các bạn xem ok và cái phần phía dưới này giới hạn khung hình thì chúng ta cứ để đấy nó cũng không quan trọng lắm các bạn để mặc định này là được rồi nhá bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất nhé. thì các bạn sẽ ấn vào cái tab video này giờ thì chúng ta sẽ chỉnh các thông số để sao cho quay video mượt nhất có thể nhé các bạn sẽ ấn vào chữ thiết lập ở đây này Ok thì trước tiên các bạn sẽ chọn MP4 cho mình nhé Đó Ở phần kích thước này các bạn sẽ chọn toàn màn hình Và ở phần khung hình này Các bạn sẽ chọn cho mình nó là 60 Để cho nó mượt nhất có thể Còn với những cái máy yếu nhé Thì mình nên để 30 rồi Để 60 thì nó sẽ rất là giật và lát thì Máy nào yếu thì nên để 30 nhé à, Còn ở đây thì máy mình khỏe Nên mình chọn là 60 Ok Tiếp theo là cái phần rất là quan trọng Chính là bộ giải mã này thì ở đây các bạn sẽ phải chọn đúng theo cái cạc đồ họa của mình nhé Ví dụ ở đây mình có cái cạc rời Nvidia này Thì do vậy mình sẽ chọn cái dòng Nvidia trên này Còn mấy bạn nào có cạc AMD thì các bạn cũng sẽ chọn cái dòng đấy nhé Còn nếu bạn nào không có cạc rời Thì khả năng cao bạn sẽ có cái cạc đồ họa tích hợp Intel QuickSight này Thì các bạn cũng có thể chọn cái dòng Intel QuickSight này Khi các bạn chọn một trong những cái dòng này Thì Bandicam nó sẽ dùng cạc đồ họa để quay video Do vậy thì nó sẽ nhẹ hơn và đỡ lag máy Còn hai cái tùy chọn bên dưới này thì chúng ta sẽ không chọn nhé vì ở đây nó sẽ dùng cái CPU để ghi hình thì do vậy là nếu các bạn chọn cái này nó sẽ rất là nặng máy còn máy của bạn nào mà chỉ có mỗi hai cái dòng dưới này ấy, thì có nghĩa là máy đấy khá là cũ rồi thì các bạn cũng thể chọn thử xem và quay thử xem nó có bị lag hay không nếu các bạn ở trong cái trường hợp mà chỉ có hai dòng này thì các bạn chọn một trong hai đều được nhá nó cũng khá là giống nhau đấy ok ở đây thì mình có cạc rồi nên mình sẽ chọn cạc Nvidia này ok tiếp theo là chất lượng nhá thì ở đây các bạn sẽ chọn là 80 nếu các bạn chọn càng cao thì nó càng nét thôi nhưng mà mình thấy là 80 là khá là đẹp rồi còn trong quá trình quay nếu các bạn cảm thấy nó lát thì các bạn thể giảm xuống một ít nhá 60 chẳng hạn đó còn đây mình sẽ chọn đó là 80 ok còn tất cả những cái phần phía dưới này thì để mặc định như này cũng ổn rồi các bạn không phải chỉnh nhá bạn bây giờ các bạn sẽ ấn đồng ý cho mình ok thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh phần cuối cùng đó là âm thanh vẫn ở trong cái tab video nhé thì các bạn sẽ ấn cho mình nút thiết lập ở phần trên này này đó các bạn ấn đây Ồ, chúng ta sẽ ấn vào cái tab đầu tiên đó là âm thanh này rồi các bạn sẽ tích vào ghi âm thanh nhé bây giờ các bạn để ý cho mình ở cái phần loa này thì các bạn sẽ chọn với cái loa của bạn nhé có nghĩa là các bạn muốn ghi âm thanh ở trong game ấy hoặc là những cái nhạc phát ra từ máy tính thì các bạn chọn đúng cái loa hoặc là cái tai nghe của mình được chưa tiếp theo ở phần microphone này có nghĩa là cái mic của chúng ta thì đây các bạn sẽ chọn đúng cái mic của máy mình. Các bạn nhớ là chọn đúng mic thì nó mới ghi được tiếng nhé. Máy mình thì mình sẽ chọn cái dòng này. Ok. Cái phần âm lượng này thì các bạn sẽ kéo cho nó lên khoảng gần 100% thôi. Nếu các bạn kéo kịch thì nó sẽ bị vỡ tiếng đấy. Thì các bạn để dưới 100 nhé. Tiếp theo là phần filter này. Thì các bạn nên tắt cái bộ lọc tiếng ồn của cái Bandicam này đi. Đó. Bạn ấn vào chữ cách âm này. Tắt này. Đó. Tại vì cái bộ lọc tiếng ồn này nó hoạt động nó không hiệu quả lắm do vậy là tiếng của bạn nó khá là bị méo nên tốt nhất là các bạn tắt đi, ok? và một phần nữa chúng ta phải cài đặt đó là cái phần trò chuột này. Đó. các bạn sẽ ấn tăng tác trò chuột nhé. thì khi mà quay game các bạn tốt nhất là không nên hiện cái con trò chuột của chúng ta. Đấy. thì do vậy chúng ta sẽ bỏ tích ở cái chữ thị con trò chuột đi. đó. À, cái hiệu ứng chuột này các bạn cũng tắt nốt đi, đó. tắt hết đi, được chưa? rồi các bạn sẽ ấn nút đồng ý cho mình để chúng ta lưu lại là mình sẽ test thử một game cho các bạn thấy thực tế nó sẽ như nào nhé. ở đây mình sẽ ví dụ cái game minecraft này. mình sẽ vào game này. khi cửa sổ game này bật lên này, thì các bạn thể để ý ngay, đó là panikam nó đã nhận diện được cái game này. do vậy nó hiện cái số khung hình ở đây. đó. À, điều này có nghĩa là panikam nó đã sẵn sàng để quay cái game này rồi. tuy nhiên khi mà chúng ta quay thì nó sẽ hiện cái khung hình đấy. do vậy các bạn nên tắt cái chế độ này đi. ở đây các bạn vào lại phần cài đặt và các bạn bỏ cái phần hiển thị này đi thì nó sẽ biến mất chúng ta chỉ nên bật cái chế độ này khi mà lúc mở game để xem cái bandicam đi nó có nhận được không thôi và bạn cũng có thể bật tắt cái chế độ này nhanh bằng cách ấn vào phím F9 mình đã nói ở đầu clip rồi đấy đó và cái tổ phím Shift F9 để chúng ta thay đổi cái vị trí của những cái con số này mình sẽ không nói lại nữa rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu quay mình sẽ ấn nút đỏ đây đó, khi mà chúng ta quay thì các bạn để ý là cái con số này nó sẽ biến thành màu đỏ nhá đấy để cho chúng ta dễ nhận biết hơn Bây giờ thì mình sẽ chơi một lúc để xem cái cam nó quay như thế nào nhé Mình thì dùng qua rất là nhiều phần mềm quay video rồi Thì mình chỉ thấy mỗi cái cam này nó nhẹ nhất, dễ sử dụng và đỡ lag máy nhất Đó. Các bạn có thể dùng những cái phần mềm như là OBS Nhưng mà nó mình thấy nó khá là khó sử dụng và thỉnh thoảng nó hay lỗi nữa Do vậy thì chúng ta cứ dùng Bandicam mà chơi thôi Tuy nhiên thì các bạn tải trên mạng thì các bạn nên tải ở những cái chỗ mà nó sạch sẽ nhé Mình thấy cái Bandicam này nó hay chứa nhiều virus đấy Đó Ok, thì bây giờ mình sẽ dừng lại cái video này và xem cái kết quả của chúng ta như thế nào. Để mở nhanh cái thư mục của Bandicam thì các bạn sẽ ấn vào cái hình thư mục này. Sau đó nó sẽ tìm cho chúng ta cái video gần nhất. là mình sẽ mở lên. Đó, thì đây là cái kết quả của chúng ta. Thì các bạn để thấy nó sẽ hơi mờ một tí tại vì lúc nãy mình để cái màn hình nó hơi bé. Đó. Thì đây là cái video của chúng ta này. Thì các bạn để ý trên này đó chính là cái số không hình trên đây. Đó, thì số này càng lớn thì nghĩa là nó càng mượt Ok và đây là một cái video khác thì mình đã quay ở chế độ toàn màn hình đây thì nó nét hơn rất chi là nhiều Ok và nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở phần dưới video nhé thì mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất Và Clip của mình đến là hết Chúc các bạn làm thành công nhé và Nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình Hẹn các bạn ở trong một clip lần sau nhé Bye